Già. Đây bà con để ý đây là bệnh dẹp ăn trên lá non. Thì bệnh dẹp này từ đợt nọc cuối năm và ra mùa xuân thì cực kỳ nhiều con giận dẹp này, Nó sinh sôi này nở rất là nhanh. Thì bà con dùng thuốc Mega hoặc siêu ni mà con phun thì chết cả giận dẹp. Và sâu vẽ bùa. Sâu ăn lá non thì bà con phun đều chết hết. Con này đặc biệt là phát triển vào đợt nộc cuối năm này và ra mùa xuân thì rất là nhiều. Con này thì thân mềm này thì dùng thuốc thì cũng dễ chết thôi nhưng ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng và phát triển của cây. Bà con để ý này, nộc quăn hết rồi này, hỏng hết cái đợt nọc này. Nên bà con lưu ý là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bắt đầu xuất hiện bà con đánh luôn nha.